Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Công Khanh từ hot boy lý tưởng đến một gã ăn lừa đảo để có tiền ăn chơi. Phan Công Khanh là một cái tên đình đám trong giới buôn siêu xe trong những năm gần đây. Ở tuổi chưa tới 30 nhưng anh ta đã làm chủ một showroom siêu xe có tiếng ở đất Sài Thành. Ở tuổi của Khanh mà có siêu xe thì chỉ có thể là con của đại gia hoặc là thành phần ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, Phan Công Khanh lại bỗng chốc trở nên giàu có một cách rất khó hiểu. Giàu nhanh không có quá trình là tài sản bất minh. Sinh năm 1994, sau khi đầu quân cho đấu bóng chuyền với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng, bỗng nhiên Khanh nhảy sang lĩnh vực buôn bán siêu xe nhanh như điện, khiến phát sinh câu hỏi về nguồn gốc của dòng tiền mà Khanh dùng để đầu tư. Được biết, Khanh không phải là con nhà đại gia như Nguyễn Quốc Cường, tức Cường Đô La, hay Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa, nhưng Khanh lại gia nhập được nhóm đại gia trẻ này. Nếu một người mà bỗng nhiên trở nên giàu có, không trải qua quá trình làm ăn tích lũy vốn, thì công an có thể vào cuộc điều tra nguồn gốc của dòng tiền này. Trên thế giới không hiếm những triệu phú tự thân, tuy nhiên họ là những người công khai quá trình làm ăn, và những triệu phú trẻ tự thân ấy là thần tượng của không biết bao nhiêu người. Nhiều người nhìn vào quá trình nỗ lực để làm giàu đó sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Cho nên triệu phú tự thân là tấm gương cho giới trẻ, không những ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết dạy giới trẻ làm ăn, hướng dẫn quá trình khởi nghiệp. Theo truyền thông, Khanh bén duyên với siêu xe từ việc góp vốn với hai bạn để buôn xe phân khối lớn Ducati và dần chuyển sang siêu xe thể thao. Chẳng ai tìm thấy được quá trình làm giàu trong những bài viết dạy giới trẻ làm giàu của Khanh, mà người ta chỉ thấy Khanh khoe khoang là chính. Người tự thân làm giàu thì rất chín chắn, và cách nói, cách viết cũng sẽ thể hiện những kinh nghiệm mà họ đã từng trải qua. Còn với hot boy Phan Công Khanh thì hầu hết chỉ là những lời sáo rỗng. Tuy nhiên, với khối lượng tài sản khổng lồ mà anh ta thể hiện cũng khiến giới trẻ Việt Nam tin ngay. Giới trẻ Việt Nam hiện nay thường nhìn vào kết quả mà ít tìm hiểu cả quá trình. Thực ra, muốn học hỏi thì phải nhìn vào quá trình, chứ đừng nhìn vào kết quả không. Người làm giàu chân chính không bao giờ xem đồng tiền như rác. Thế này, cách tiêu tiền của những người tự làm giàu cũng rất khác với cách tiêu tiền của người bỗng dưng có tiền. Người làm ra đồng tiền khi chi tiêu, nhất là mua những món hàng xa xỉ, thì thường họ rất đắn đo, thường suy xét rằng số tiền đó có bị lãng phí hay không, giá trị sử dụng của món hàng đó có tương xứng hay không. Nếu dùng số tiền đó để đầu tư thì có thể bớt đi một khoản vay nào đó, vân vân. Cách tiêu tiền của tỷ phú tự thân không bao giờ hoang phí. Người hoang phí là những người gặp may trúng số, trúng mánh hoặc rửa tiền thay người khác, và cả những siêu lừa. Khi Phan Công Khanh bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt chiếc McLaren của một nữ chủ nhân đã làm cho nhiều bạn trẻ sụp đổ về một thần tượng tuổi trẻ, tài cao, làm ăn giỏi và giàu có. Sau đó lại vỡ lẽ là anh này còn lừa của một khách hàng khác một chiếc xe Brabus G800 trị giá tới 24 tỷ đồng. Và như thế bí mật dần dần được khui ra. Giờ đây anh chàng hot boy Phan Công Khanh còn được biết là người mê cờ bạc. Anh này có ngày thu bạc cho đến 100 tỷ đồng, thật không thể tưởng tượng được. Hốt bòi khoe của. Giới trẻ Việt Nam thường không biết đặt nghi vấn đến hậu quả của nền giáo dục nhồi sọ. Họ đánh giá một người dựa vào kết quả và hình thức của người đó rất hời hợt. Mà không chỉ riêng với giới trẻ, cả người lớn cũng như vậy, hay bị thuyết phục vì vẻ bề ngoài hào nhoáng mà không cẩn thận suy xét kỹ người mà họ đưa ra để đánh giá. Vì thế, bọn lừa đảo thường mới có đất sống tại Việt Nam. Tuy người Việt Nam thường hay nghi kỵ lẫn nhau, nhưng họ lại rất dễ bị lừa. Đó là điểm yếu rất khó chữa. Xã hội Việt Nam rồi đây sẽ vỡ ra nhiều sự thật. Những đại gia đình, đình đám, những người cứ ngỡ là tài năng, hóa ra chỉ là những tên siêu lừa. Xã hội này là lực cản của người làm ăn chân chính, nhưng lại là môi trường tốt đối với bọn lừa đảo. Càng lừa tinh vi, càng dễ làm giàu. Nên nhìn vậy mà không phải vậy, dễ bị lừa lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phan Công Khanh từ hot boy lý tưởng đến một gã lừa đảo để có tiền ăn chơi.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Hồng Hà quá khứ ủng hộ Formosa, hiện tại nói đạo lý. Vào năm 2016, khi mà Formosa thả thải độc toàn bộ vùng biển 6 tỉnh miền Trung, kéo dài từ Hà Tĩnh đến tận Đà Nẵng, gây ra một thảm họa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biển nhiễm độc, cá và các loài hải sản bị giết sạch, thì con người làm sao chịu nổi độc tố trong nước ở đó? Một khi có người bị nhiễm độc, nếu không chết ngay lập tức thì cũng ngộ độc mà sinh bệnh, chết từ từ. Là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, đáng lẽ ông Trần Hồng Hà cần xử lý Formosa để bảo vệ môi trường sống cho người dân, thì ông này lại làm ngược lại, đấy là dụ cho người dân chấp nhận ăn độc, uống độc, tắm độc để mà bảo vệ Formosa. Vào năm 2016, để bảo vệ Formosa, Trần Hồng Hà đã xúi dân ăn độc và tắm độc. Chưa có một ông bộ trưởng nào mà xuống tận nơi bị thảm họa do dân tai để thực hiện một chiến dịch quảng bá dối trá để mà bảo vệ cho kẻ ác thú, đó chính là Formosa. Một khi dân chấp nhận là biển sạch và cá không nhiễm độc, thì điều đó đồng nghĩa với việc Formosa sẽ ít gặp rắc rối. Ông Trần Hồng Hà và các quan chức tỉnh ở khu vực bị ô nhiễm đã tổ chức tắm tại chính vùng biển bị ô nhiễm này. Đây là hành động không những gây nguy hiểm cho xã hội, mà nó còn rất khốn nạn với người dân cả nước. Bán đứng tương lai của người dân để mà bảo vệ thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường biển. Vào ngày 31 tháng 7 mới đây, khi làm việc với Bộ Xây dựng, ông Trần Hồng Hà lại lên giọng nói đạo lý rằng cần có rừng trong đô thị. Tất nhiên, có rừng trong đô thị là tiêu chí của những đô thị xanh, những đô thị có môi trường sống và làm việc lý tưởng cho cư dân. Tuy nhiên, nói điều đó thì có nghĩa gì khi mà giờ đây cây xanh trăm năm đã bị bức tử để nhường chỗ cho những công trình bằng bê tông, cốt thép. Còn nhớ vào hồi năm 2015, khi đó ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho chặt 6.700 cây cổ thụ. May mắn là cả xã hội đã phản ứng gay gắt, rất nhiều người xuống đường biểu tình phản đối. Nhờ đó mà hành động bức tử cây xanh mới dừng lại, sau khi hàng trăm cây đã bị đốn hạ. Ngày đó, ông Trần Hồng Hà với tư cách là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông lặn ở đâu mà không thấy phản đối chính quyền Hà Nội tàn phá cây xanh, rồi giờ đây ông lại nói đến vấn đề rừng trong thành phố. Từng ủng hộ Formosa và giờ đây ông Trần Hồng Hà lại nói về tạo rừng trong thành phố. Ông Trần Hồng Hà không để lại được thành tựu gì khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thậm chí người dân còn nhớ đến ông này như là một quan chức đi làm thuyết pháp cho Formosa, với nhiệm vụ là làm sao cho người dân chấp nhận ăn độc, uống độc và tắm độc để đảm bảo cho Formosa được yên ổn. Một số người thì cho rằng ông Phạm Hồng Hà tiến hạ thân là nhờ vào nhóm lợi ích Nghệ An đang rất mạnh ở Trung ương. Một ông phó thủ tướng như vậy thì người dân Việt Nam khó mà hy vọng cho được sự tử tế của ông này. Một Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không bảo vệ môi trường mà lại bảo vệ kẻ phá hoại môi trường. Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng của Việt Nam hiện nay, sẽ không có rừng nào trong thành phố cả. Phát biểu của ông Trần Hồng Hà chỉ là câu nói suông chứ không thực hiện. Cho dù cả chính phủ có nỗ lực cũng không thể thực hiện được, bởi tại các thành phố này, bê tông đã thay thế các mảng xanh từ lâu rồi. Trước đây không ai có thể tưởng tượng Đà Lạt thì bị lũ lụt, nhưng ngày nay đó là câu chuyện xảy ra hàng ngày. Chỉ cần một cơn mưa lớn hoặc các đường phố Đà Lạt sẽ biến thành sông và đường dốc thì biến thành thác. Làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng bao nhiêu dự án phá rừng được trình lên vẫn nhận được cái gật đầu của ông chính phủ. Lẽ ra quản lý ở cấp trung ương như Trần Hồng Hà thì phải có trách nhiệm ngăn chặn những dự án phá rừng đó. Nhưng không. Hầu hết các dự án phá hoại môi trường chỉ có người dân phản đối, còn chính quyền thì cứ làm ngơ đi. Thậm chí họ lại công khai ủng hộ hoặc âm thầm tiếp tay cho dự án. Hiện nay, người dân Lộ Diêu, Bình Định đang phải đấu tranh chống lại dự án luyện thép không biết
ông Trần Hồng Hà có ủng hộ bà con lộ diêu hay không? Hay là lại ủng hộ nhà đầu tư như ông đã từng ủng hộ Formosa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trần Hồng Hà quá khứ ủng hộ Formosa, hiện tại nói đạo lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.